Thầy làm cho các bạn câu 3.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2021-2022. Đề như sau: tinh thể hydrat hóa của một mối sunfat của kim loại hóa trị N có gốc mối sunfat chiếm chừng đó phần trăm về khối lượng. Như vậy, đầu tiên các bạn phải hiểu được đó là cái tinh thể hydrat này có cái mối công thức là gì đã. Rồi, để cho 5 gram tinh thể muối sunfat này tác dụng với pH hóa 2 lần vừa đủ nha. Sau khi phản ứng sẽ hoàn toàn thu được 6,62 gram kết tủa. Xác định công thức của tinh thể hydrat. Ở đây bạn lưu ý là ở đây người ta kêu là sunfat thôi. Muối sunfat. Sunfat này có thể là hydro sunfat hoặc là sunfat thôi. Hiểu vấn đề không em ơi? Hiểu đề cho đề dạng tiếp. Dạ, hiểu rồi thầy. Thầy giảng tiếp. Bây giờ tủa chúng ta là gì? Tủa chúng ta là phải là của thằng CaCO3 không? Tủa đây là CaCO3. Bây giờ nó hơi khó này ha. Từ nha. Ở đây mình phân tích đề đi. Ở đây chúng ta gọi công thức của muối tinh thể rác là của kim loại, ở đây người ta cho chưa cho luôn đúng không? Như vậy mình cho là kim loại R hóa trị N sẽ ra muối, ở đây sẽ là R2 SO4 tất cả N. Nếu người ta cho như thế này khả năng cao nó là muối trung hòa đấy em ơi. Rồi ngậm ít phân tử nước, cây kính gì không? Ở đây chúng ta có 3 thứ đó là R, N và X. Ở đây để cho là muối sunfat phát chúng ta gốc này có gốc muối sunfat phát chiếm như này phần trăm về khối lượng gốc muối em nha. Tức là ở đây người ta cho phần trăm của SO4 trong này là bằng 33 xin lỗi 38,4. SO4 của chúng ta là 96N chia cho 2R cộng 96N cộng 18X. X là gì? X là số phân tử nước. Được chưa nào? Nhân 100. Chúng ta biến đổi toán học từ từ đi. 38,4 thầy sẽ chuyển 2R cộng 96 cộng 96N cộng 18X qua bên phía kia. Em lấy 96 nhân 100 chia cho 38,4. N. Cái đấy em tìm được biểu thức đầu tiên đó là 2R. 96 trừ đi 250 trừ 154. 154N cộng 18X bằng 0. Tất cả đây em chia hết cho 2. 77 rồi, đó là biểu thức đầu tiên mình có thể xác nhận được từ vấn đề kia. Bây giờ người ta cho tinh thể này tác dụng vừa đủ với pH hóa 2 lần, hiểu như thế này. Đầu tiên là R2SO4 của chúng ta tất cả A lần, N lần. Ngậm N phân tử nước, X phân tử nước. Để tác dụng với pH hóa 2 lần. Thì bản chất đây nó sẽ tạo thành ROH tất cả N cộng BaF4 tủa. À, chúng ta biết là trong này chúng ta là OH này. OH này kết hợp với kia rồi còn lại là nước, X phân tử nước. Cân bằng.
Được chưa mẹ? Rồi sau khi vượng xong thì ở đây người ta cho chúng ta là gì? Nó có 6,62 gram cái tủa. Vì chúng ta tính mol của BaCO3 luôn đi em ơi. BaCO4 luôn đi em ơi. Sáu phẩy sáu hai chia cho bao nhiêu? 137 cộng cho 96. Diêm ơi. Nó không được đẹp hả? Số hơi chỉ là kiểu nó cứ phải 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 Ok bạn ơi, cái này nếu mà như thế này thì bạn nghe kỹ. Nếu gặp tình huống như thế này thì ở đây chắc gì ở đây tụi chúng ta là chỉ mình BaCO4, em hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không em ơi? Tụi đây có thể là RoH tất cả N lần nữa mà. Hiểu vấn đề không em ơi? Như vậy chỗ này mình chưa chắc chắn, hiểu vấn đề không em? Chứ chắc chắn là chữ chữ BA thôi. Các bạn hiểu không? Để thầy giảng tiếp. Rồi, tại sao nãy mình không dở ghê ta? Cái đây này chúng ta đi tính mol đây nhỉ. Từ cái phần trăm SO4 này nếu mình làm biểu thức RN với X này có liên quan gì với nhau không ta? Chắc có gì liên quan cả. Hiểu vấn đề không em ơi? Rồi rồi rồi, bây giờ nghe. Cái phần trăm mấy bốn này thầy xin phép là chúng ta sẽ đổi hình thức làm. Cái này chúng ta làm nó hơi phí rồi. Bởi vì nếu lại tìm biểu thức nó cũng chả làm gì hết cả. Người ta cho phần trăm của SO4 trong này là chiếm 38,4% của 5 gram. Em tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bằng 1,92 1,92 thôi. gram. Em tính mol của SO4 luôn. Mấy bốn đấy ha. Rồi bằng 1,92 em chia cho 96. Không phải không hai. Được chưa em ơi? Rồi bây giờ dễ rồi nè. Cái đó mình hiểu như thế này. Nhiệm vụ của chúng ta là đi giải mã mấy mấy thông số, ba thông số. Được chưa? Như vậy trong trường hợp thứ nhất của mình này, mình có này. Theo bảo toàn gì? Bảo toàn lưu huỳnh thì mol của BaSO4 đúng bằng mol của SO4 có trong sulfat. Phát. Được chưa? Có trong tinh thể, hiểu vấn đề không em? Và bằng 0,02 mol. Từ đây em tính khối lượng BaSO4 cho thầy đi. Nếu mà nó đúng bằng 6,62 thì điều chúng ta là phần còn lại không tụa, còn nếu bé hơn thì có tụa. Tính cho thầy bao nhiêu gam? Bốn phẩy sáu sáu gam. Bây giờ thằng này bé hơn bao nhiêu? 6,62 gam. Có ý kiến gì không em ơi? Có ý kiến gì Dạ không ơi? không ạ. Dạ không, dạ không. Như vậy suy ra khối lượng của ROH tất cả n lần là lấy 6,62 trừ đi 4,66 1,96. Hiểu không em ơi? Hiểu vấn đề không? Rồi, ở đây em khối lượng này có đó nè, khối lượng này 5 gram này, hiểu không?
Rồi khối lượng này có 1,96 gram này, hiểu vấn đề không? Khối lượng BF4 có rồi, 4,66 gram. Rồi chúng ta đi bảo toàn bari. Thì em sẽ có mol của BaOH 2 lần. Đúng bằng mol của BaSO4 và bằng 0,02. Tại đây em bảo toàn khối lượng để em tính cho thầy mol nước, khối lượng nước bằng bao nhiêu. Hiểu vấn đề không em ơi? Bảo toàn khối lượng 5 cộng cho BaOH 2 lần một bảy một. Bà biết tại sao mình phải đi tìm mol nước không? Biết không em ơi? Bởi vì mol nước có mol BaOH lần có thì chúng ta lập tỷ số n trên x, thì cái đó chúng ta chọn n với x, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không em ơi? Khi có n có x đó thì chúng ta sẽ tìm được r, hiểu chưa Hương ơi? Dạ thầy giảng tiếp thầy. Đó là mục tiêu đó. Vì sao tìm mol nước thầy đã giải thích. Nước của chúng ta. Rồi, bạn tính cho thầy mol nước bằng bao nhiêu? Bằng 0,1 mol. Được chưa em ơi? Mình sẽ có là n trên x. N của chúng ta là mol của BaOH 2 lần. X là mol nước đúng không em? Và bằng BaOH lần có rồi, 0,02. Còn thằng này là nhiêu? 0,1. Nó bằng 1 trên 5. Được chưa? Được chưa em ơi? Cái đúng ta? Cái đúng không vậy? Một trên năm, hiểu vấn đề không em ơi? Dạ. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta tìm được cái thằng kia? Hả? Bây giờ làm sao để em tìm được cái ROH tất cả n lần? Nhiệm vụ của em là đi tìm R nữa là xong đúng không em? Ừ? Dạ đúng rồi. Rồi, cũng vậy thôi. Em Em biết. có mol ROH tất cả n chưa? Bao nhiêu? Dạ. Chưa chưa, chưa có, chưa có. Mol của ROH tất cả n sẽ bằng 2 phần x đúng không em? 2 trên x. Đúng chưa? Gì nữa? 2 trên x mol nước đúng không ạ? Và bằng 0,2 nhân cho nước, nước chúng ta là 0,1 là nó là 0,2 chia x. Em hiểu chưa? Để thầy giảng tiếp. Dạ thầy giảng tiếp đi thầy. M lớn của ROH tất cả n là bằng R cộng 17n và bằng bao nhiêu? Nhân luôn đi ha. Nhân cho 0,2 trên x. Thì đây là khối lượng cho nó về. Thì để cho là bằng 1,96. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như thế này. R 02 R trên x cộng cho 17 nhân 02 là 3,4 N trên x bằng 1,96. Em ý kiến gì không? Dạ không. 34 nhân cho 0 phải mấy đây? 3,4 nhân n trên x là 1/5 đúng không em? Bằng 1,96.
Từ đây em sẽ ra r bằng bao nhiêu x tư tính đây? Thầy ra 64 không thầy? Lại coi. Mình ghi nhầm rồi ông ơi. Mol nước là bao nhiêu? Ủa, mol nước là 0,1 đúng không? Thằng đây là 2 phân x mol nước đúng rồi. Tính là bao nhiêu em ơi? Ủa sao ra 6,4 ta? Bài đó hình như kết quả nó là 6,4. À 64. Số 4 thì mới đúng chứ, r phải ra số nguyên chứ. Mình Dạ coi mình đúng rồi, sai. 64. Mình sai chỗ nào? Mà tại sao chúng ta không chúng ta giữ cái gì ta? Từ từ. Chúng ta có thể tính lại mol thằng này đi. Mình tính lại thay mol nước đúng không nè? Mol nước chắc đúng rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta né nước ra đi. Mình có thể đổi, mình chuyển qua thằng thằng nào cũng được mà. Lấy thằng BA cho dễ. Thằng này sẽ bằng 2 phần n đúng không em? 2 phần n mol BA x 4 thì vấn đề không? 2 trên n BA x 4 của chúng ta là 0, BA x 4 đâu em ơi? BA 4 là 0,02 đúng không? Là bằng 0,04 trên n. Thì vấn đề không em ơi? R cộng cho 17n bằng khối lượng cho rồi 1,96 chia cho 0,04 trên n. Bốn chín n là bằng 32 n. Cái này đúng hơn này đúng không em? Từ đây sẽ ra n chỉ có thể bằng máy thôi. N bằng 2 và r bằng bao nhiêu? R bằng số tôi. Số 4. Cái này mon. Từ đây nó là gì rồi? Đồng. Thì vấn đề không em ơi? Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tìm x đúng không em? Nếu n bằng 2 thì x bằng bao nhiêu? X phải bằng 10 không? Ừ? Mình có là n này, n trên x này. Nó bằng 1 trên 5. Mà n chúng ta bằng 2 rồi đúng không? Đúng ạ. Có đúng không ạ? Dạ. Ký ức. 2 trên x bằng 1 trên 5. X bây giờ bằng bao nhiêu? Bằng 10. Hiểu không em ơi? Dạ hiểu. Rồi bây giờ làm sao chúng ta biết là ta làm đúng hay sai? Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại thôi. Bây giờ chúng ta có khối lượng thằng này 5 gram đúng không em? Dạ. Mol thằng này sẽ bằng 1 phần x mol nước, tức là bao nhiêu? Mà x chúng ta bằng bao nhiêu? Bây giờ x phải bằng 10 với nữa. Bây giờ chúng ta kiểm tra nha. Bây giờ sẽ ra tinh thể bây giờ sẽ là gì? COS4 đúng không em? Mà đúng hơn á thì đây nó sẽ như thế này này. Cẩn thận không, có chỗ này là chúng ta xác định sai công thức đó. Thì làm từ từ cho bạn nha. Công thức của chúng ta bây giờ phải là CO2, SO4 tất cả hai không? Ngầm 10 phân tử nước, hiểu vấn đề không em ơi? Cái ta hiểu cho để giảng tiếp. Thế N bằng 2 vô, X bằng 10 vô. Hai thằng đây là CO, SO4. Ngầm 5 phân tử nước. Nghĩa là trong tinh thể muốn ngầm nước này thì người ta sẽ nhận giá trị nguyên tố giảm. Và đây mới là đáp số này. Còn nếu đáp số ở đây thì em sai mất, hiểu vấn đề chưa?
Trong cái dạng này là phải linh hoạt giải theo nhiều hướng đúng không? đúng rồi, nhưng cái bài này là bài hay rác dạng khó, nhưng mà nó không không nếu mình định hướng được cái hướng đi thì nó dễ thôi. Cái nghĩa là mình sẽ đi tìm cho thầy cái thông số đó là mol nấy đó bốn, có mol nấy bốn thì chúng ta xử lý được rất nhiều thứ. Nhiệm vụ của mình là đi tìm n, tìm x và tìm r, ghép lại là ra tinh thể hay rác thế thôi. Rồi có gì nữa không? Dạ không à. Hướng này chắc là hay nhất rồi đó. Thông thường tới đây này, nhiều bạn tới đây khẳng định nó là như thế này, sai mất này. Hiểu vấn đề không em? Bởi vì 22 rút gọn được mà, hiểu không? 10 cũng rút gọn được nữa, như vậy đây mới là số đúng này. Còn thằng này là không phải đúng. Được chưa?